Vâng, Phô Mác Ia và Minoan là quân bên phía của các game thủ BB Club cộng với Hà Nội trận thi đấu thứ hai, trận đấu thứ ba. Còn đây cũng là một Max C tới từ Hồng Anh. Có Seng nha. Vâng, đây là một cho Son tới từ Sẻ. He Cầm Pơ. Và cuối cùng thì đây là một Seng tới từ Chip Boy. Vâng, Seng trở lại với bên phía Liên Quân U96. Vâng, đây là trận đấu mà Hồng Anh có quyền đánh cung ạ. Có quyền đánh cung A khi mà Chim Sẻ sẽ solo một mình một cánh của mình. Cung lên sớm đẩy mẹ vẫn fit mà. Vâng, có quyền đánh cung A khi mà He He sẽ là người dâng lờ dành cho game thủ Chip Boy. Hồng Anh sẽ thoải mái đánh cung A trận này. Đây là Hồng Anh bài Max C. Vâng, quay trở lại với những diễn biến trong trận thi đấu thứ hai của trận đấu thứ ba. Trả đũa C này 3-0 khi mà Seng đã trở lại. Vâng, Seng đã trở lại là mình có thể xúc luôn được. Màn hình máy của game thủ Hồng Anh quá đẹp để đánh cung A. Vâng, bài này tôi đánh được. Vâng, với những cái bài mà nó dễ đánh là mình đánh được. Cầm cung A sắp khoảng 60 dân, kích 4 đánh hot thần. Vâng, quay trở lại với bài của Hồng Anh. Xem bài He nào. Một bài đi dâng. Vâng, 23 dân. Nhưng không quá đột biến dành cho He. Ăn thêm bãi quả. Không nhiều đột biến nha. Bài pơ không đẹp lắm đâu nha. Kích 10 rưỡi rồi đấy. Còn đây là bài Sẻ, một mình một cánh. Cũng loằng ngoằng. Xem tham bên kia như nào thì báo nhá. Thông tin báo về Phonesian và Minoan đánh cung. Đưa về thế đời 4 thì sẽ là hot thần Max C cộng với đạp. Cộng với đạp đôi của Seng. Như vậy bên kia cũng có một Max C. Hồng Anh và Chip Boy phải ôm lấy nhau trận này. Nhà là cách nhau hơi bị xa đấy nhá. Ôm nhau hơi vất đấy. Đây là Chip Boy người cầm Seng và đánh cung. Chiếc bé tiếp theo. Đánh theo kiểu tròn đồ dành cho Chip Boy. Tôi không nhìn thấy cái bãi ở dưới của Chip Boy là bãi gì.
gỗ chăng? Bị chọc, màu 3. Ba ở đầu cánh trận này. Seng đánh cung. Liệu có phải là ba quân gì ấy? Vâng, Minh Hoàn ở đầu cánh màu 3 là người dừng lờ. Màu 3 là người dừng lờ. Bánh xe. Đang hơi yếu nhá. Quay sang hè. Màu 4 đánh cung gà kia tụi tí. Khi mà màu 3 là người dâng lờ lên. Đổi mạng thì nó sẽ đưa về cái thế gì đây? Màu mấy chọc em? Ba đi con giò vào nhà Hồng Anh và biết phát hiện nhà Hồng Anh là người đánh cung gà. Bò nhà trần lực dành cho người cầm Maxi. Rồi ổn. Quay trở lại với chip boy. Chắc chắn màu 3 sẽ vào. Nốt một cái e để cho kín hạn không. Rồi kín hạn mặt ruộng. Đỡ bị đi. Trong đó Hè đang cố lọt nhà của Minh Hoàn. Hè vẫn liên tiếp vẩy e nhưng không được trong tuần này. Lọt không? Tôi nhìn khá ảo. Vậy e. Chém ở hai địa chỉ. Nhiều địa chỉ khác nhau dành cho Hè. Chip boy. Vâng, Minh Hoàn đã lên xong bánh xe thời điểm này rồi. Và Hè chưa đi được nhiều. Phải chăng Hè sẽ phải chơi nhà màu 3 thôi. Ba ở đầu cánh và bốn ở trong cánh chứ không phải là ba là người đi dâng lờ. Những pha về e chăng chịt. Vẩy e kịp nhưng vẫn còn một cái e nữa. Ba ở đầu cánh và đang hai lờ đều. Vẩy e lại đi em. Liên tiếp những pha vẩy e kinh điển tới từ chip boy để cố gắng giữ dần. Sang cấp tốc. Đây là IA và 2L vắt đều. Tham đai của Seng chỉ là 39/112. Trong khi He thì không ôm bom được. Game thủ cầm Minh Hoàn khi lên đời khá muộn. Tạt sang nhà màu 3 một turn để giảm áp lực cho chip boy. Xẻ ở cánh bên kia thì tôi cũng không hy vọng nhiều. Xẻ đang ăn được dần của nhà màu 2 game thủ quýt. Nhưng xẻ bắt đầu bị đẩy tới từ người cầm BB Phonesia. Ăn dân màu 2 quýt là người đi dâng lờ. Đó là người cầm Maxi. Hồng Anh có khỏe quá và đã đỡ được cho Hè không? Hồng Anh đang bị màu 2 đi thẳng vào nhà. Khi mà cung A vừa mới đi. Trong khi đó Hè đang tạt chéo để ăn nhà màu 3. Giảm áp lực dành cho game thủ chip boy. Bên kia có thế là Phonesian khỏe nguyên và Minh Hoàn. Minh Hoàn thì yếu thời điểm đầu khi mà mất nhiều gỗ để sửa nhà. Bây giờ bắt đầu mới nở thôi. Bây giờ bắt đầu mới nở. Chip boy có lẽ cũng sẽ phải hồi lại thật nhanh. Timeline chỉ là 37 khi mà bị đi quá rát. Timeline mình vẫn đang ổn hơn khi ông Anh đang to nhất cái bản đồ này. Timeline 58 dành cho game thủ Hồng Anh. Quả nốt đi A đi chị boy ơi. Bo kín nhà với em ơi.
sẽ đang muốn xô vào nhà màu một trong tuần này. Người cầm Phoenicia lọt nhà, sẽ lọt nhà Bi. Bi vẩy quả E chặn mặt quá ghê. Trong cái đó He là người đi ở phía ngoài, He đi cung ở phía ngoài. Tham 21 tới từ E, người cầm Persian tiếp tục đi cung, ăn nốt hai dân ba dân của game thủ cầm Max C không. Còn đây là Chip Boy cũng đang bị chơi trong tuần này, bỏ luôn để đưa về thế Max C cân Min Hoạn, bỏ luôn và ốp luôn cả Phô. Còn đây là Hồng Anh tham lai 75. Một tân thực thì Hồng Anh có thể lên được 4, nhưng đang chưa có. Đập cà rồi nhưng đang thiếu thực. Vàng ổn 100 thực. Kích 4 xong thì hắn kích cái bản đồ. Còn đây là Chip Boy, bỏ luôn mình để có thể ốp. Màu 4 đẩy, bỏ nhà ốp ngược lấy nhà màu 1. Bỏ ốp ngược lấy nhà của màu 1. Chết sâu hẳn đi, sâu hẳn đi. Vâng, thế này là thế mà sau đó sẽ quay về đỡ cho Hồng Anh, để Hồng Anh lên 4 sớm nhất trên bản đồ. Sẻ và Hè đang ăn rất nhiều dân của BB. Một tuần ảo diệu tới từ Sẻ và game thủ He He. Quá ngon. Một thế tuyệt vời. Về đỡ, về đỡ, về đỡ. Chip Boy cũng về đỡ. Tất cả đi về đỡ nhanh lên. Tất cả đi về đỡ. Chip Boy về luôn, tất cả quân về đỡ em. Hồng Anh sẽ bị ốp tuần này. Tất cả đi về đỡ nhanh lên. He sẽ đi quản hay sẽ về đỡ? Về chém hộ mấy con chém. Còn đây là Hồng Anh bị ốp. Để ý những tên bị lọt lọt nhà khi dãy nhà E mới chỉ là 2 lớp. Để ý bị lọt nhà. Sẽ cung A sẽ bắn cực nhanh và sẽ bị lọt nhà. Hồng Anh thiếu thịt. Lên 4 xong. Sóc hot. Lửa và bắn chặn là điều quan trọng ở thời điểm này. Biết ngay mà những nhà E 2 lớp như thế này sẽ liên tiếp bị chơi vào. Liên tiếp là nhà BB. Liên tiếp là nhà BB. Đừng để lọt. BB tiếp. Vâng, hot sẽ vào trong để mà thủ. Hợp lý. Cửa dâng A dành cho màu 4. Đã dâng A trước cửa nhà của người cầm Maxi. Anh em về thôi, xem đâu về gây áp lực cùng nào. Đây là Chip Boy tham lai 47. Rồi, có ra không? Có ra nhà A không? Còn đây là Hồng Anh. Có cả cung R của Phoenician, cung A của Minoan, chém của IA và chém của Maxi. Tôi bắt đầu thấy kinh kinh rồi đấy. Từ từ để đỡ nhà tơ này, đỡ là phải dẻo. Chip Boy cũng đang ở phía đằng sau. Có một con ca cầu đi. Để ý ca cầu đi. Sẽ rất lợi hại đấy. Chip Boy cũng đang bắn chùa ở phía đằng sau rồi. Hot đã chơi được ra tơ này. Cung A tiếp tục được đẩy lên. Dành cho game thủ cầm Min Hoàn. Đây là đời 4 dành cho game thủ Hồng Anh. Chưa thấy có lửa khạc ra. Khạc ra lửa. Xong, như vậy là đỡ nhà xong và sẽ không có cửa dành cho Min Hoan. Khi Min Hoan mới chỉ khoảng 50 dân. Liên tiếp bơm đồ cho Seng. Đó là Hồng Anh. Màu 3 đang cá hồi. Đây là Seng của Chip Boy tham lai 35. Cá hồi đi em ơi, hồi thật nhanh. Hồi thật nhanh. Đây là Sẻ tham lai 25 quản lại nhà màu 1. Quấy Bi. Quấy Bi. Còn đây là Hồng Anh. Tham lai 83 trên 96. Mấy con chém của ba đang quản vàng của game thủ Hồng Anh. Rất may là nhà ba bãi vàng ở sát mép. Vì vậy mà cũng không sợ lắm. Giáp 4 dành cho game thủ Hồng Anh. Thực tôi vẫn cảm thấy yếu yếu. Và phải kê cho cả Chip Boy nhá. Tân đẩy, để ý tân đẩy. Để ý vào tân đẩy quan trọng này. Lửa khạc ra rồi, tầm xa kém hơn 2. Nhưng bây giờ
lấy đâu ra Cunga. Định xong một tơn lên 4 dành cho Tý, nhưng bây giờ thì lọt thẳng vào ruộng chính. Và tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3.